Hôm nay ngày 9 tháng 2 năm 2017 Thứ năm tuần thứ năm thường niên Trích sách sáng thế Thiên Chúa phán Đàn ông ở một mình không tốt Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó Sau khi lấy buồn đất Dựng nên mọi thú vật dưới đất Và toàn thể chim trời Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Adam để coi ông gọi chúng thế nào. Vì sinh vật nào Adam gọi thì chính là đó là tên nó. Adam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muôn thú. Nhưng Adam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say. Và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại thiên chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ adam trở thành người đàn bà rồi dẫn đến adam adam liền nói bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi người này sẽ được gọi là người nữ bởi vì người nam mà ra vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình và cả hai nên một thân thể. Lúc ấy cả hai người, tức Adam và vợ ông, đều khỏa thân mà không hề xấu hổ. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Phục thay những bạn nào tôn sơ Thiên Chúa. Phúc thay những bạn nào tôn sờ thiên chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người, công quà tay bạn làm xa bạn ăn hương, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. Phúc thay những bạn nào tôn sờ thiên chúa, hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn con cai bạn như những chồi non của khóm ô liu ở chung quanh bàn ăn của bạn đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sờ thiên chúa phúc thay những bạn nào tôn sờ thiên chúa nguyện xin thiên chúa từ Sion cho phúc cho bạn để bạn nhìn thấy kính thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn và để bạn nhìn thấy lù cháu đàn con phục thay những bạn nào tôn sơ Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia, Lạy Chúa xin hãy phan vì tôi tới chúa đang lăng tay nghe Chúa có lời ban sự sống đời đời Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt Tiro và Sidon. Vào một nhà kia, người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được vì ngay lúc đó một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám bà nghe nói về người liền đến phục lại người bà đó là người dân ngoại dòng giống syrophenicide và bà xin người trừ quỷ ra khỏi con bà người nói hãy để con cái ăn no trước đã vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó. Nhưng bà trả lời và thưa người rằng, Thưa Thầy đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái. Người liền nói với bà, Vì lời bà nói đó, bà hãy về. Quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi. Khi bà về đến nhà thì cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô Người khen Chúa. Sứ điệp, Chúa thương xót và nhậm lời ta cầu nguyện, ngay cả khi chưa đến giờ Chúa ban ơn, miễn là ta có lòng tin khiêm tốn và vững mạnh. Cầu nguyện là Chúa Giêsu con thấy chúa thương chúng con vô cùng trái tim chúa không bao giờ khép lại trước những nỗi thống khổ của chúng con mang thân phận con người giới hạn như chúng con chúa không thể làm tất cả mọi sự trong cùng một lúc mà chỉ có thể thực hiện việc cứu độ qua từng giai đoạn cho người do thái trước rồi sau đó cho những người khác nhưng dù vậy lòng chúa luôn rộng lượng bao la không bị gò bó trong một chương trình cứng nhắc và Chúa đã nhậm lời cầu xin của người mẹ đau khổ. Lạy Chúa, con cảm tạ lòng thương xót Chúa, xin cho con thấy được và tin vào lòng thương xót ấy. Sau một cuộc đối thoại, Chúa đã đáp lại lời bà mẹ kêu xin, dù chưa đến giờ của Chúa. Thế mà con chẳng biết tận dụng những giây phút gặp Chúa để nói chuyện và cầu xin với Chúa. Xin Chúa dạy con biết chạy đến với Chúa trong những lúc đau khổ, gian nan thử thách. Xin dạy con biết cầu nguyện và trình bày với Chúa những ước nguyện chân thành của con. Lạy Chúa, với lời Chúa hôm nay, con tin Chúa luôn cảm thông và chia sẻ với những nỗi thống khổ của đời sống con. Trong từng nỗi khổ đau của con, Chúa đều có mặt và dùng quyền năng cao cả để tỏ lòng thương xót con con biết chúa không bao giờ làm con thất vọng không bao giờ xua đuổi con và làm hao mòn thiện chí của con chúa luôn thương con hơn con đáng được con chỉ xin chúa một điều là cho con được tin vào chúa một cách chân thành khiêm tốn và vững mạnh chỉ cần những mảnh vụn ân thánh từ bàn tay chúa rơi xuống cũng đủ để nâng đỡ cả cuộc đời con xin cho con đặc ân được đón lấy những mảnh vụn ấy amen cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Khi yêu trái ấu cũng tròn. Ignacy Paderewski là một chính trị gia kim nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng của Ba Lan. Ông đã từng là chủ tịch hội đồng nhà nước năm 1919. Một hôm, ông đến thăm một người bạn Do sự yêu cầu của gia đình người bạn, ông đã ngồi vào đàn dương cầm để biểu diễn một vài bản nhạc do chính ông sáng tác. Tiếng đàn vang lên trong cả khu phố. Từ phòng bên cạnh, một người đàn bà đang chăm chú dọn dẹp và sắp đặt lại trật tự trong nhà. Tiếng đàn du dương của nhà nhạc sĩ đại tài, thay vì làm vui tai bà, đã làm cho bà khó chịu. Người đàn bà đã nhấc điện thoại lên yêu cầu người bạn cho nhạc sĩ của yêu cầu người bạn nhạc sĩ Paderewski ngưng chơi đàn vì bà không chịu nổi tiếng ồn ào nhưng người bạn của nhà nhạc sĩ mới giải thích thưa bà người đang chơi đàn chính là nhạc sĩ Paderewski đại tài của chúng ta đó vừa nghe nhắc đến tên nhạc sĩ người đàn bà láng giềng khó tính bỗng đổi giọng tức khác. Những âm thanh trước kia bà nghe như tiếng ồn ào nay được bà đón nhận như những âm thanh tuyệt mỹ. Người đàn bà bằng gọi điện thoại mời bà con và bạn bè đến thưởng thức những tấu khúc của Paderewski. Cũng một âm thanh nhưng có lúc người đàn bà nghe như những tiếng ồn ào khó chịu, có lúc lại được bà đón nhận như khúc nhạc tuyệt mỹ. Đó cũng là phản ứng thường tình của chúng ta khi chúng ta mang sẵn thành kiến đối với người nào đó thì dường như tất cả những gì người đó nói hay làm đều được chúng ta đón nhận một cách tiêu cực. Yêu nhau thì tế ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì cao bảy cũng bổ ra làm mời. Thái độ của chúng ta đối với người khác tùy thuộc ở cái nhìn của chúng ta về người đó. Nếu chúng ta chỉ nhìn người đó bằng lăng kính của thành kiến có sẵn, thì dĩ nhiên chúng ta không thể yêu thích được bất cứ điều gì người đó nói hay làm. Chúa Giêsu đã không nhìn người bằng thành kiến, Ngài đón tiếp tất cả mọi người, Ngài làm bạn với mọi người, Ngài ngồi đồng bàn với mọi người. Người biệt phái cũng có thể đến với Ngài, Ngài không nhìn người với những nhãn hiệu mà chỉ nhìn bằng đôi mắt của yêu thương, Ngài không lắng nghe bằng những tiếng đồn đãi, bằng những định kiến và bằng sự cảm thông. Ngài không đo lường lầm lỗi bằng những thước đo của công lý, mà chỉ xử lý bằng sự tha thứ, bài trích sách lệ sống.